Hôm nay mình sẽ vẽ về bức tranh quả chuối để gửi tặng các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để vẽ bức tranh quả chuối, đầu tiên mình sẽ dùng bút in để in lại tất cả các nét trong bức tranh mẫu mà có sẵn ở đây. Đây là quả chuối đang bị cắn dở. Như vậy là mình đã đi in xong bức tranh gốc quả chuối, bức tranh mẫu. Bây giờ mình sẽ lật ngược lại để đi vẽ các chi tiết cho các bạn cùng xem. Mình cũng sẽ ghi tên đây là quả chuối. Mà rõ lắm trời. Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh quả chuối. Bây giờ mình sẽ đi tô lại mà vẽ thêm một vài chi tiết cho bức tranh mình đẹp hơn. Mình sẽ đi tô phần lá chuối này, phần vỏ chuối đã được bọc, quả chuối đã được bọc vỏ. Mình sẽ đi tô trời để phân biệt cho các bạn phân biệt quả chuối đã được bọc vỏ. Mình sẽ đi tô phần vỏ chuối. Anh cần làm gì? Cho nên sản phẩm mặt cái đống ở dưới đây đúng không? Là quẩy sơn qua đúng không? Đây cũng cắt cỏ đánh nào ba con quẩy lần đầu cũng sức quẩy sơn được. Cái này nó chụp như thế nào nó biết được à, không biết chung mày hôm qua anh Sơn cắt xong đi về được à, hôm qua anh đi về trước chiều đi không cả
Như vậy là bức tranh vẽ quả chuối của mình đã xong. Trong quá trình vẽ các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh.